Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 9. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái đề số 1 của cái đề thi giữa kỳ của môn toán học kỳ 2 của lớp 9 đúng không nào? Và trong học cái clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái đề số 2 các em. Ở phần này là thầy đang quay ở cái phần đại số em nha. Phần hình học thầy quay riêng và đại số quay riêng. Ở đây phần đại số nó gồm có phần riêng thì ở đây nó chiếm cũng là 10 điểm. Hình riêng, đại riêng em nha. Được không nào? Đó, ok. Trong quá trình học thì các em nhớ tự giải trước, sau đó chúng ta sẽ xem clip của thầy để mà xem thử là đối chiếu kết quả của thầy và cái cách làm chi tiết của thầy, xem thử nó giống các em hay không nha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ở câu số 1 nha. Ok. Ta sẽ đi sang câu 1. Giải các phương trình bậc 2 nha. Giải phương trình bậc 2 thì chúng ta đã biết cách làm và cách tính dựa vào công thức tính delta. Có đúng không nào? Thì đây chúng ta có là x bình phương cộng 8x bằng 0. Thì đối với cái bài này thì chúng ta không cần phải dựa công thức delta thì cho nó mệt em, mà chúng ta ở đây đặt chung để chúng ta dựa vào cái phương trình tích mà chúng ta được học ở năm học lớp 8 á. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ đặt cái gì ra chung nè. Ta đặt x ra chung, bên trong còn lại x cộng 8 bằng 0. Đó nè, khi đó nó có dạng a nhân b bằng 0 này. A nhân b bằng 0 thì chúng ta sẽ cho x bằng 0 và x cộng 8 nó sẽ bằng 0. Các em hiểu không? Từ đây chúng ta sẽ tương đương là x này sẽ bằng 0 hoặc là x cộng 8 này bằng 0. Ta tương đương x bằng 0 thì hoặc là x bằng trừ 8. Như vậy thì chúng ta kết luận ở đây là vậy. Phương trình có hai nghiệm phân biệt đó chính là gì? X1 chúng ta là bằng 0 và x2 chúng ta là bằng âm 8. Cái việc mà bấm máy tính đây này, bấm máy tính cho các em kiểm tra, tại vì chúng ta đã là lớp 9 rồi thì chúng ta có thể sử dụng máy tính để chúng ta bấm và kiểm tra ha. Thì cái này chúng ta sẽ mở lên nút on này, ta bấm menu, bấm phím 9 này. Ở đây người ta hỏi là một là hệ phương trình, hai phương trình thì chắc chắn là người ta sẽ chọn hai, tại vì nó là phương trình. Chọn máy ẩn, hai ẩn, ba ẩn hay bốn ẩn thì người ta chọn hai ẩn là bấm số 2. Rồi ở đây này, ta nhớ này, ở đây nó có dạng là ax bình phương cộng bx, ở đây là cộng c, nhưng mà ở đây không có c nghĩa là người ta nhập với số 0. Các em hiểu nè, cái phương trình tổng quát của nó đấy, ax bình phương cộng bx cộng c bằng 0, nhưng mà trong đây không có thì chúng ta nhập c bằng 0. Như vậy đây nhập là hệ số của a ngay chỗ đây người ta không ghi, nghĩa là 1 này, 180 nha, 180, 1 này bằng này, 8 này bằng này, đó ra này. Như vậy ở phía sau này nó không có thì chúng ta sẽ nhập nó chính là 0. Rồi ta bấm bằng đó. Như vậy thì x1 ta là bằng -8, x2 là bằng 0, thấy chưa nào? Đó, cái này là thuộc về cái chương trình phổ thông rồi. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất. Rồi ok, được chưa? Trở về chúng ta bấm menu 1 em nha. Ta đi sang ở câu số 2. X bình phương trừ 2x kèm 2 của 2 cộng 2 bằng 0. Như vậy thì đối ở câu B này thì một số bạn ở comment hỏi thầy là thầy ơi khi nào chúng ta tính delta và khi nào chúng ta tính delta phẩy, đúng không nào? Như vậy thì để tính delta ấy, thì hệ số ở đây là nó không phải là hệ số chẵn. Còn để tính delta phẩy á thì ngay chỗ đây sẽ là hệ số chẵn. Hệ số chẵn nghĩa là nó sẽ là bội của 2. Nó sẽ chia hết cho 2 đấy em. Nên là 2 4 6 8 gì đó thì chúng ta sẽ tính delta phẩy. Các em hiểu không nào? Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ tính delta phẩy như này. Như vậy thì ở đây cái thằng b phẩy á, b phẩy chúng ta thì chúng ta sẽ lấy b, b chúng ta đó chính là âm 2 căn 2 đúng không nào? Âm 2 căn 2 của 2, thì khi đó chúng ta chia 2 ra thì chúng ta sẽ có âm căn 2 của 2 tất cả bình phương trừ cho ac, trừ cho ac, hiểu không nào? Trừ ac thì là a chúng ta lấy hệ số là 1, c là 2 này, 1 nhân 2. Như vậy bình phương thằng này lên là bằng 2 trừ cho 2 thì kết quả delta phẩy chúng ta bằng 0.
Khi delta phẩy chúng ta bằng 0 thì phương trình này nó sẽ có nghiệm kép. Hay nói cách khác, nếu mà nhìn nhanh thì đây chính là hàng ngang tức số 2 này. Nó dạng a bình phương trừ 2ab cộng b bình phương này. Các em hiểu chưa nào? Như vậy thì các em kết luận này là nên phương trình có nghiệm kép. Nghiệm kép thì khi đó x1 sẽ bằng x2. Nếu mà đúng theo công thức của chúng ta là bằng trừ b phẩy trên a. Trừ b phẩy trên a thì trừ này, b phẩy chúng ta nãy chính là thằng này này. Nếu là trừ căn 2 của 2. Hệ số a chúng ta đứng trước chỗ đây nghĩa là số mấy? Số 1. Như vậy kết quả ở đây sẽ bằng căn 2 của 2. Được nào? Đó, câu 1 và câu 2 này. Nên là qua clip này thầy đã giải thích thắc mắc của các em là khi nào chúng ta sử dụng delta và khi nào sử dụng delta phẩy rồi nha. Delta phẩy nghĩa là cái hệ số đằng trước này là bội của 2, là số chẵn. Còn nếu như chúng ta sử dụng delta thì nó là 1, 3, 5, 7 thì chúng ta sử dụng delta. Được chưa? Còn các điều kiện khi tính ra ví dụ delta hoặc delta phẩy lớn hơn 0 thì nó sẽ có hai nghiệm phân biệt. Bằng 0 thì sẽ có nghiệm kép, mà nếu nhỏ hơn 0 thì vô nghiệm, cứ vậy mà làm. Cứ giống ở trong sách. Hiểu không? Câu số 3. 3x bình phương trừ 10x cộng 8 bằng 0. Còn sau khi chúng ta giải ra rồi thì chúng ta sử dụng máy tính để chúng ta kiểm tra kinh nghiệm của nó. Được nào? Đó bài này chúng ta cũng sử dụng delta phẩy. Tại vì 10 chia cho 2. Như vậy chúng ta lấy âm 10 chia 2 thì bằng âm 5. Như vậy b phẩy chúng ta đây chính là bằng âm 5. Như vậy chúng ta lấy âm 5 bình phương trừ AC. 3 nhân cho 8. Như vậy âm 5 bình phương là bằng 25 trừ 3 nhân 8 bằng 24 thì sẽ bằng 1. Cái này lớn không? Lớn không nên là nó sẽ gì? Phương trình có hai nghiệm phân biệt. Nên phương trình có hai nghiệm. Phân biệt. Được chưa nào? Như vậy x1 ta là bằng gì các em? Trừ b phẩy. Trừ b phẩy, mà trừ b phẩy chúng ta là trừ trừ 5. Trừ này, trừ 5 này. Theo đúng công thức các em. Được nào? Trừ căn 2 của delta nghĩa là trừ 1. Chia cho a nghĩa là 3. Đúng không? Như vậy cái này bằng 5 trừ 1. Như vậy 5 trừ 1 bằng 4 phần 3 này. Đấy. X2 chúng ta cũng là trừ cho b phẩy và cộng cho delta chia cho a. 5 cộng 1 chia 3 là bằng 6 chia 3 bằng 2. Được không nào? Đấy. Vậy phương trình có hai nghiệm phân biệt. Nó cơ bản là chúng ta phải thuộc công thức là đó chính là x1 bằng 4 phần 3 và x2 sẽ bằng 2. Không. Sau đó chúng ta dùng máy tính, ta bấm hệ số tương ứng là 3 âm 18 thì nó cũng sẽ ra đúng cái nghiệm ở đây luôn. Ok chưa? Ta đi sang là câu số 4. 2x bình trừ 2x cộng 1 bằng 0. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ có cái gì nè? Đây ta sẽ tính delta phẩy. Chúng ta lấy âm 2 chia 2 là bằng âm 1. Chúng ta lấy âm 1 bình phương lên trừ AC. Lấy 2 nhân 1 nhưng kết quả bằng 1 trừ 2 thì kết quả bằng âm 1. Cái này nhỏ hơn 0. Ngay lập tức chúng ta sẽ kết luận vậy phương trình đã cho vô nghiệm. Vậy thôi, nhanh. Chúng ta tính toán hay làm gì cả em. Cứ delta phẩy nó nhỏ hơn 0 thì hàng delta nhỏ hơn 0 thì chúng ta kết luận nó ngay là ngay và luôn là vô nghiệm chứ không chẳng đụng chạm gì hả? Nhưng cơ bản phải thuộc công thức. Không thuộc công thức thì không có làm gì được ăn em ơi. Hãy nhớ như vậy. Cứ một số bạn comment hỏi thầy là thầy ơi, bây giờ em bị mất gốc, mất cơ bản, rồi cả toán và hóa cả lý luôn, thì làm sao? Thì giờ mình mất ở đâu thì lấy ở đó. Ví dụ mất phần tam giác thì lật lại của chương trình lớp 7 nó học. Mất phần đồng dạng thì lật lại phần lớp 8. Mất ở phần đường tròn thì học ở lớp 9. Hệ thức lượng giác thì học lại lớp 9 vậy thôi. Mất ở đâu thì học ở đó. Chứ bây giờ không biết được.
không tự nhiên mà mổ cái não của mình ra mà để mà đưa chữ cho các em vào trong cái đầu của em được, mà các em phải tự tự động cố gắng, tự động rèn luyện bằng cách nào, đó chính là chúng ta phải tự học, làm thật nhiều bài tập, và nói chung là cũng phải ham học chứ đừng phải ham chơi là được nha. Chúc cho các em học tốt, bye bye. Trong clip sau thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái câu số 2. Ok chưa nào? Bye các em nha.